Hello các bạn. Hôm nay mình đi sửa cái ổn áp điều hòa này LNN1500ISI này. Mình thấy cái mạch này của điều hòa thiết kế 3 giờ lai mà rất hay nổ, mà hay bị cháy chân giờ lai các bạn này. Đấy, cháy chân giờ lai. Mà nhất là khi cái motor này mà chổi than nó có vấn đề là nó bắt đầu nó sinh ra nó chập cháy luôn chân giờ lè nhá. Nhưng mà hôm nay mình sẽ modify cái mạch này. Mình không dùng ba giờ lè như này nữa, mà mình chỉ dùng một giờ lè duy nhất. Cái giờ lè này nó có tác dụng gì? Tức là khi các bạn ngắt nguồn của cái ổn áp này thì cái chổi than này nó sẽ quay về vị trí điện áp, tức là quay về cuộn dây thì nó là dài nhất, lúc đó điện áp ra sẽ thấp nhất nhé, trong cuộn dây, để làm sao để an toàn cho cái biến áp này. Ví dụ nếu mà nó chẳng may là cái lúc mà rút ra điện áp nó đang thấp các bạn ạ, nó quay về hướng này, tức là điện cuộn dây ngắn và điện áp ra cao, lúc đấy mình cắm vào cái dòng nó rất là cao. Chính vì thế nhà sản xuất sẽ thiết kế là khi rút điện ra thì cái tụ nạp trên ban tụ, điện nạp trên ban tụ này sẽ cấp cho motor, để cho motor quay cái chổi than về vị trí cuối cùng kia, vị trí dây dài nhất. Nhưng mà hôm nay mình sẽ đi mình modify cái mạch này, mình sẽ không sử dụng ba cái dây này quá phức tạp cồng kềnh này, nào thì một lô xích sông 3-4 con tụ đi đằng sau này, mình chỉ sử dụng một dây này. Tất nhiên là vẫn sử dụng ban tụ để xả điện cho motor lúc rút điện nhé. Một giờ lai duy nhất, hai con trở và hai con diode là có thể xử lý được cái mạch này mà đảm bảo không bao giờ bị sự cố nhé. Ok, bây giờ mình đi mình nhổ hết, bỏ vứt hết mấy cái linh kiện linh tinh này đi. Mình chỉ giữ lại ban tụ này và cái con diode nắn điện đầu vào vậy thôi. Và diode đó mình sẽ lấy điện luôn, mình nạp vào ban tụ này luôn. Sau đó từ ban tụ đấy mình trích xuất một đường qua một diode nữa để chống ngược. Có nghĩa là sao? Khi các bạn cắm điện vào thì nếu mà cái chổi than ở vị trí cao nhất thì nó sẽ xung điện ngược, có nghĩa là motor lúc đấy điện nó sẽ ra là ngược chiều hơn so với cái điện mình nạp kia. Chính vì thế cho nên là để chống cái biểu ngược đấy, mình sẽ cho qua một con diode từ cái diode tụ này, đưa qua một con diode chống ngược. Nếu điện ở đây cao hơn nó sẽ chống ngược. Lúc đó các bạn sẽ đặt câu hỏi là khi mà cắm điện vào, điện áp ở đây nó cao hơn chẳng hạn, cao hơn đây chẳng hạn, thì điện ở đây nó sẽ nhồi ngược vào mạch này thì nó vẫn bị xung ngược đúng không bạn? Nhưng trên con tụ này, trước khi vào con tụ này, tại sao mình dùng hai con trở? Cái thứ nhất, mình sẽ qua con trở từ 4K7 đến 10K để mình nạp vào tụ này, để làm sao để nạp chậm. Ví dụ điện áp ở đây cao hơn thì nó không qua được diode rồi đúng không ạ? Và định thiên bằng con trở 100K song song với con tụ này. Thì khi mà định thiên như thế vào 10K mà lên 100K thì nó sẽ 1/10 điện áp, tức là nó chỉ vào dần dần nó nạp đây căng cái này, thì lúc đấy nó sẽ ăn điện của cái mạch điều khiển này đúng không ạ? Điện điều khiển này lúc đấy là vào thẳng cho nên nó sẽ rất là mạnh, nhanh, nó có thể vọt lên 12V luôn. Nhưng cái mạch này nó nạp từ từ, bởi vì 1/10 của điện áp đưa vào đây, ví dụ 12V đúng không ạ, thì 1V 2 đấy, nó nạp dần dần bao giờ nó lên nó đầy đủ 12V trên con 100K này thì là ok. Thì lúc đấy là khi mình rút điện ra mạch này không cấp điện nữa, ngắt điện đúng không ạ, thì lúc đó nó qua con diode đấy, nó giờ này nó ngắt thì nó chuyển trạng thái cái dây motor này sang đóng điện vào cái tụ này, cái tụ lúc đấy sẽ phóng điện qua và cấp cho motor để motor quay về hết đây đúng không ạ. Lúc đấy trên tụ điện nó sẽ xả hết sạch luôn, đồng thời con 100K song song với tụ nó sẽ xả lốt cái phần 0.6V rơi trên con diode nữa, hết sạch điện luôn đó. Và khi mình lại cắm điện trở vào thì cái nạp qua con 10K sẽ chậm hơn so với mạch bên này, thì mạch bên này nó sẽ điều chỉnh kéo cái motor từ đằng kia về đằng này, tức là xuất điện áp ngược, kéo motor về phía này cho nó đúng 220V, bởi vì cái này trên này nó đã có cầu H rồi,
nó câu hát rồi thì nó truyền trạng thái âm dương như này này bằng câu hát. Thì motor này nút dương nút âm đúng không ạ? Lúc mà điện nó yếu quá thì nó sẽ truyền khỏe quá thì lại truyền sang xương dương để nó chạy chạy về cuộn dài dây. Còn nếu mà nó yếu quá thì nó chuyển về âm để nó tăng điện áp lên đúng không ạ? Đấy, còn khi mình rút điện ra thì nó sẽ phải chạy về để cho đảm bảo cho cuộn dây nó xa nhất. Ok, bây giờ mình sẽ đi mình nhổ toàn bộ mấy cái linh kiện ba con dơ này phí phạm này đi để mình modify nhé. Ok, mình tạm dừng video xong rồi mình sau khi hoàn thành mình sẽ quay và mình sẽ cho các bạn xem cái kiểu nó hoạt động như thế nào nhé. Hello các bạn, đây là cái mạch mà mình chế ra này. Nó sẽ lọc qua một con dốt. Cái nguồn vào này là cái cuộn mình chọn trong ba cuộn kia, ba cuộn dây đậu ở biến áp này. Chọn ra một cặp là 25V. Mình đi qua ở đây nó có sẵn hai con diode nhưng mà mình vừa đo một con bị chập. Thì cho nên mình bỏ một con diode mình nán một con thôi. Và con tụ 220mA 50 này mình bổ sung vào đây. Bởi vì ở đây nó 25 ra đây nó phải gần 30V. Thì cho nên mình sẽ nạp vào con 50 nhé. Xong xả qua 10K này. Tức là lấy 10K để nạp vào cho ba con tụ 2235 này. Lúc đầu mình xong xong còn 100K nhưng mình nghĩ không cần thiết. Và đi qua hai con diode bởi vì kia nó ngắn quá mình nối hai con diode thôi nên chỉ cần một con nữa được rồi. Là đây là dơ le ở trạng thái thường đóng, tức là khi chế độ bình thường nó sẽ đóng sang đây đấy, còn khi mà B cộng 2 có nghĩa là cái nguồn cấp để mà hoạt động motor ấy, nó sẽ cấp thẳng vào đây luôn, tức là mình cắm ổn áp cái là nó cấp điện cho dơ le, lúc đấy dơ le chuyển trạng thái sang cấp cho dây dương của motor này từ mạch này. Còn dây này dây của motor, dương của motor đây. Còn cái này là cấp dương, tức là nguồn cấp từ mạch từ IC chuyển ra lật cấp ở đây. Đang chờ khi mình cắm điện thì đóng cái này xuống thì motor lúc đấy nhận tín hiệu quay của cái IC này, nó sẽ quay về đúng cái vị trí yêu cầu, đúng cái vị trí 220V. Còn khi rút phích ra cái dơ le này nhả ra thì nó lại đóng sang đây và nó lấy cái nguồn dương ở đây này, nó sẽ quay về đúng cái vị trí mà xa nhất để cho cuộn dây nó là dài nhất. Đây mạch này mạch gọi là để bảo vệ cái biến áp này, để khi mà điện áp lúc các bạn cắm vào vị trí mà có điện áp thấp nó sẽ quay lên là cuộn dây nó ngắn đi, nhưng mà khi bạn rút phích ra bạn cắm vào nơi có điện áp cao ấy thì nó sẽ dòng lên rất lớn, có thể là sẽ nhảy automat. Và lúc đấy là bạn sẽ phải tháo ra mà bạn quay cái motor để nó về bằng kia thì cắm vào thì nó mới sử dụng được chẳng hạn thế. Thì ở cái mạch này là mình sẽ làm thêm một cái động tác, tức là có cái mạch nạp xả này để khi mà bạn rút điện ra thì cái dơ le này nó chuyển trạng thái sang thường đóng. Xong rồi từ đây nó dẫn qua cấp điện cho motor để motor quay về cả trạng thái xa nhất. Và bây giờ đây mình sẽ đo nhé cho các bạn xem. Cuộn dây AC này, cuộn dây này là cuộn dây giật đấy nhá. Này, AC giật này 18V9 này, đúng không ạ? Sau khi nó nọc này, tức là ở vị trí con tụ 220/50 nhá. Mình đo có thể nó ngược que hay là thuận que thì nó sẽ lên thôi, bởi vì mình đang cầm một tay. Lúc này lọc lên, nắn nọc lên 25V nhá. Và mình cắm cũng một lúc rồi, có thể là nó nạp vào đây cho đủ rồi. Thì mình xem trên điện áp tụ trên ba con tụ kia là bao nhiêu vôn nhá. Cũng 25V các bạn thấy không? Sau khi nó xả một thời gian thì qua 10K nó gần như là dây dẫn thôi các bạn ạ. Thì nó nạp đây là 25V. Nó thiếu 0,0 mấy vôn là nó bởi vì cái dòng nó qua con lợi chờ 10K. Mà bây giờ trên đầu tụ đang nạp 25V rồi, đúng không ạ? Còn trên motor này đang không có điện áp. Cái chân motor trừ ấy là lấy ở cái khối hard driver này nhá. Thành ra cái
cái chân mát này này, chân mát của các cái con tụ này này, không phải là nối với mát của GND bên mạch IC nhá, mà là mát của tụ nối với mát của motor nhá, là chân âm của motor. Đấy, khi mà nó đảo chiều thì nó không quan tâm, còn khi mà nếu mà nó dương ấy thì nó sẽ chống ngược được, các bạn hiểu không? Nếu mà nó motor là dương, nếu mà đây là dương thì nó lại chống ngược được, bởi vì cái điện áp đây là cao hơn điện áp ở đây. Bởi vì khi nó nhả ra, thường đóng ra thì cái phần âm kia nó có thông với đây thì nó cũng chỉ là mạch không liền mạch. Cho nên nó nhả chỗ này ra thì cái mạch này coi như chỉ có mỗi cái mát của này nối với mát âm của motor thôi, còn cái dương này hoàn toàn không liên quan. Chính vì thế là chỉ khi nào rút điện đây ra nó mới đóng trả lại, thì lúc này khi rút điện đây ra thì IC không làm việc nữa rồi, thì làm gì còn nguồn cho khối H này nữa, cầu H này nữa. Thì lúc đây nó đóng ngược trở lại đây thì motor dương này nó lại tách cái phần dương từ mạch ra, thì mạch lúc đấy nó vẫn chỉ có liên quan đến một chân thôi, cho nên là cái phần dương mạch này nó sẽ không bị ngược nguồn đi, ví dụ là ngược nguồn đi, tức là nếu mà nó đóng vào đây thì cái này nó chạy về đây 25V phi ngược với mạch, nhưng mà đây nó cách ra, chính vì thế là cái nguồn đây nó sẽ phi vào motor và nó quay ngược lại nhé. Bây giờ chúng ta đo được 25V rồi đúng không ạ, và bây giờ mình sẽ rút thử ra để cho nó quay cái chổi than về nhá. Nhìn này các bạn, nhìn nhá, các bạn thấy nó quay về không? Để quay về vị trí xa nhất. Và bây giờ là tụ nó xả chưa hết đâu, bởi vì mình bỏ qua con 100k. Bởi vì khi ở đây nó có cái công tắc hạn vị này, khi nó về đây thì nó ngắt cái này và nó đảo diode nhé, để cho là khi mà cấp nguồn ngược lại thì nó sẽ mới chạy cả, còn nguồn xuôi nó sẽ không chạy nữa. Và điện ở đây là còn bao nhiêu, các bạn thấy không, vẫn còn 12V. Nếu nó chưa xả hết, nếu mà bạn muốn hết cái 12 này, bạn đấu con 100k như mình làm này, đấu thêm con 100k này vào, thì con 100k này trong lúc mà bạn rút ra này, bạn không dùng nữa, thì con 100k nó sẽ xả hết điện ở đây đi nhá. Có thể bạn sẽ đấu lên 470k càng tốt, kể cả lên 1M cũng được, miễn là có xả là được. Thì lúc bạn rút ra nó xả hết đi, để cho nó an toàn điện đi. Rồi, bây giờ đến lúc là mình sẽ cắm vào nhá. Bạn nhìn cái motor kia nó sẽ quay lên. Lúc này khi dơ le nó chuyển về trạng thái này nhá, đúng không ạ? Thì ở đây nó đang hết điện chẳng hạn, mà khi cái công tắc này nó chuyển mạch rồi, thì cái motor này cấp điện thuận dương vào đây, âm vào kia, nó sẽ không quay. Khi cái trạng thái công tắc nó chuyển rồi thì motor sẽ không quay. Chính vì thế bạn phải cấp âm vào đây, dương vào chân âm của motor, dương vào đây thì nó mới quay được các bạn nhé. Ok, là bây giờ mình cắm điện cho nó quay nhé, các bạn xem nhé. Khi các bạn mình quay nó sẽ có tiếng dơ le đóng cách một cái đấy. Nào, mình cắm này, các bạn nhìn cái chổi than nhé, nó đóng dơ le này, cách, đấy, nó quay lên đúng vị trí điện áp ra 220. Đấy, mình đo đồng hồ vào điện áp nhá. Bởi vì lúc này là mình cắm qua đèn thôi các bạn ạ, để cho an toàn điện, mình không muốn. Nhưng mà về mặt điện áp nhá, đối với ổn áp, về mặt điện áp nó vẫn đạt. Đấy, các bạn thấy không? Vẫn đạt. Thì bây giờ đối với Niwa các bạn sửa, các bạn cắm qua đèn nó vẫn chạy đúng điện áp luôn, bởi vì nó không ăn dòng. Nếu nó ăn dòng ngoài tải này cơ thì nó sẽ sụt áp, thì lúc đấy là đèn này bạn nó sẽ sáng và nó ổn áp, lúc đấy nó sẽ không chuẩn. Nhưng mà đối với ổn áp bạn không có tải thì bạn lấy đúng là nó cứ theo điện áp nó phi thôi. Bởi cái con IC kìa là nó ăn theo điện áp các bạn ạ. Nó đo theo điện áp thì nó không đo theo theo dòng. Chính vì thế cho nên áp ra nó vẫn đạt nhé. Đấy, áp ra vẫn đạt nhé. Mà bây giờ để mình đo cái phần điện nạp vào đây xem đến bao nhiêu vôn rồi. Nào, điện nạp trên tủ này, lúc này lên đến 20V rồi nhá. Và chúng ta lại rút một lần nữa này, các bạn thấy không, nó quay về. Thì nếu mặc dù nó lên tận trên này đi chăng nữa thì cái phần xả này nó sẽ quay về hết,
Chứ khi bạn nếu mà muốn nó xả lâu hơn thì bạn tăng số lượng tụ lên. Tăng số lượng tụ lên. Là rượu đây là 3 con đúng không ạ? Là 6.600 đúng không ạ? Thì bạn có thể tăng lên thêm đây, ở đây mách thiết kế thêm 6 con này. Từ 3 con nữa là 6. Thì bạn có thể lắp 6 con vào được. Khi điện áp mà ở các cái khu vực nó điện áp quá thấp thì các bạn ạ, thì lúc đó cái chổi than nó sẽ quay về đây này, thì nó không ở đằng này nữa. Ví dụ thay thấp quá đúng không ạ, thì cái số vòng dây nó sẽ ít đi. Thì cái tại sao mà người ta Inua người ta phải làm 4-5 lớp dây như này, tức là nó sẽ có quận ít nhất này, quận thứ hai này, quận thứ ba, có 3 quận tất cả, để khi mà nó quay về đây thì người ta sẽ lấy cái điện áp cao nhất kìa. Dơ le nó sẽ tự truyền, 3 con dơ le tự truyền để nó lấy được con điện áp cao nhất kia, nó sẽ đủ, vẫn đủ là 25V các bạn nhé. Khi nó quay về đây này thì cái điện áp lúc này chưa rơi trên lúc đủ 220 thì cuộn dây rơi trên này là lên đến 75V cơ. Nhưng mà khi nó quay về đây thì điện áp đây rơi chỉ 25V thôi. Chính vì thế cho nên là tại sao người ta phải dùng đến 3 dơ le. Nhưng mà mình thì không cần phải dùng như thế. Cái giải pháp của mình là như này này. Ở đây mình sẽ lấy điện 35V hoặc là có thể là lấy lên đến 50V cũng được. Thì lúc đấy mình con tụ này mình sẽ thay bằng con 4,7mm 100V chẳng hạn. Bởi vì con tụ này nó chỉ là để cho cái dòng nạ nọc của con này nó để cho ổn định điện thôi. Rồi, sau đó vào đây mình sẽ ghim một con diode DZ 18V hoặc là 12V chẳng hạn. Thì nó qua con 10K này này. Con 10K sẽ chịu điện áp của phần còn lại nhé. Đấy, nó sẽ xả qua con này vào đường ghim áp ở đây thôi. Cho nên mình sẽ lấy điện áp gần như là tối ưu của con kia nhất. Để làm sao để khi nạp trên tụ này nó chỉ ở ghim ở cái mức 20V như chúng ta yêu cần như cần thiết thôi. Rồi. Và đây là phần về phần khi mà điện áp tụt thấp nhá. Thì nếu mà ở đây là điện áp tức là khi chổi than quay về cái mức cao nhất kìa, thì điện áp ở đây là mức là như chúng ta lúc nãy đo là 20V đúng không ạ? Còn nếu mà nó quay về đây, tức là không đến mức mà nó quay tận về lửa này đâu. Nếu mà về lửa này chắc là điện áp ở gọi là vùng núi hay là vùng sâu vùng xa nó mới quay về tận đây thôi. Cho nên mình đang lấy giải pháp là 35V này. 35V ở đây ra đây nó sẽ lên đến 40V. Đấy, 40V. Thì nó mình lấy đi kim con DZ 18 hoặc là mình sẽ lấy con DZ 22, 25 gì đấy. Để to lên một chút để làm sao. Bởi vì cái tụ này là tụ bao nhiêu? Tụ 25V à? Tụ 35V thì có thể mình ghim được 25V nhá. Để nó xả cho thời gian nó lâu một chút đi. Rồi, tốc độ là quay motor về càng nhanh thì càng tốt. Đấy. Và bây giờ nhá, mình đã quay thử cái chổi than về đây này. Và mình sẽ nạp vào đây là 20V nhá, 23V này. Để mình cho 20V đi, như lúc nãy mình chúng ta dùng này, 22V này. 20V nhá. Mình sẽ nạp vào trên đầu tụ này. Mình sẽ nạp trên đầu tụ và để chúng ta test thử xem motor nó quay về đằng kia như thế nào nhá. Bây mình sẽ nhấc diode để mình nạp vào, xong bắt đầu chúng ta đóng diode vào để xem nó quay được hết về đây không. Khi với đối với ba con tụ này nhá, bây mình sẽ nhấc diode ra đã, không thì bây mình đưa điện vào nó quay luôn đấy. Chính vì thế mình sẽ nhấc diode ra và mình nhấc con diode này này để chúng ta test thử xem cái dung lượng tụ này nó có thể kéo từ đây về đến đây hay không. Đấy là một cách test tụ nhá, test cái dung lượng tụ của đối với cái việc là quay đến đâu nhá. Nào mình tạm dừng video thì mình nhấc con diode ra và mình nạp cho căng cái tụ, ba con tụ nhá. Rồi mình vừa nạp trên đầu tụ ra này, các bạn xem nhá, mình đặt đồng hồ mình đo nhá. Xem nào. Mình dùng cái đồng hồ ở cái 19V này. Đấy các bạn thấy không? 19V 2 này. Bây giờ chúng ta sẽ đi đấu cái con diode vào xem nó quay đến đâu nhá. Nào. Các bạn nhìn chỗ than này.
Đấy, các bạn thấy nó quay rất là xa đúng không? Từ tận đây mà quay về tận đây. Đấy, thì bây giờ có hai cách là bạn tăng dung lượng điện áp lên. Nếu bạn không dùng 25V nữa mà bạn tăng lên 30V chẳng hạn, thì cái dòng nó rất là lớn, nó sẽ nuôi tốc độ quay rất là mạnh. Cho nên là giải pháp tăng điện áp là nó sẽ rất nguy hiểm đến động cơ, bởi vì động cơ này là 12V. Còn đây chúng ta sẽ để mà giảm tận xuống đây, chỉ có vùng sâu vùng xa thôi. Chính vì thế là mình sẽ tính cho tầm này thôi. Thì như thế này là mình đang thấy là rất ok rồi bạn ạ. Như này về là về kết thúc đấy. Vậy là mình sẽ không thay đổi gì về tụ nữa nhá. Mình sẽ không thay đổi tụ nữa. Bởi vì nếu mà ở thành phố thì nó quay 220, nó quay đúng vị trí này này. Thì nó sẽ không di dịch là đáng bao nhiêu. Số lượng tụ này rất khỏe rồi. Vậy là ok, mạch này của mình là ok rồi đấy. Còn cái việc mà chuyển về vùng sâu vùng xa thì mình cần tăng cái điện áp này lên rồi. Đấy, con DZ ghim vào. Nếu mà các bạn nào mà vùng sâu vùng xa nhé, các bạn có thể là tăng con này lên đến cái cuộn dây tối đa của nó này, nó lên đến 70 mấy V đấy. Xong rồi bạn cẩn thận, các bạn lấy con 4,7 mi 100V vào đây. Xong rồi có thể bạn không cần con 10K này, bạn có thể tăng nó lên. Khi mà dòng nạp nó chậm hơn, dòng nạp nó chậm hơn thì là bởi vì các bạn có phải lúc nào các bạn cắm vào xong rồi rút ngay, cắm vào rút ngay đâu, đúng không ạ? Chỉ khi nào các bạn thử hay là như nào bạn cứ cắm vào rút thôi. Bởi vì khi bạn cắm vào thì nó sẽ chạy về đây, nó đúng với điện áp. Không có khi nào bạn cắm vào xong bạn rút ra bạn bê sang chỗ khác bạn cắm luôn đâu. Cái trường hợp đấy rất hạn hữu. Thì cái thời gian nó nạp nó không đủ ấy cho cái tụ này. Chính vì thế cho nên là cái trở này các bạn có thể tăng lên 47K hoặc là 68K. Đấy. Thì nó sẽ nạp vào đây này. Nó chậm hơn bởi điện áp này cao mà. Để cho làm sao để giảm dòng cái con diode này này. Với con này nó càng nhỏ thì điện áp rơi trên con này nó cũng lớn. Chính vì thế nên bạn tăng con này lên. Và đây 20 ghim 20V, nếu mà ở đây là lên đến 80V thì con này sẽ chịu 40V cơ. Chính vì nên các bạn tính toán con này 1W 0,25 1/4W thì các bạn tính nhân lên hệ số điện áp xem nó chịu được điện áp bao nhiêu, bạn lấy con trở phù hợp nhá. Nó nạp vào đây, nó ghim đây 20V này. Đấy, và nó phóng điện cho motor. Đây, giải pháp này là ok luôn bạn ạ. Mình không cần phải quá nhiều dơ le, mà mình chỉ cần mấy con tụ này của người ta thì bắt buộc giữ này. Con 100K này có cũng được mà không có cũng được này. Đấy, con cái mạch này còn có sẵn trong Liwa nhá. Những cái nào có sẵn này mình chỉ này. Hai con đuốc này có sẵn này. Con tụ này nó có sẵn nhưng mà nó là 35V thôi. Ở đây nó có hai con tụ bạn ạ. Ở đây trong mạch Liwa là có hai con tụ này. Hai tụ 220 35V này. Cho nên các bạn đừng vứt hai con này đi. Các bạn thay vì các bạn đấu một con mới vào đây, các bạn đấu lôi tiếp hai con 35 thành 70V, đấu lôi tiếp vào. Dung lượng giảm một nửa nhưng điện áp tăng gấp đôi nhé. Bạn thay vào vị trí của con này. Rồi, con 10K nó có sẵn luôn này. Ba con này có sẵn này. Hai cái đứa có sẵn luôn này. Vậy là cái dơ le của này của họ cũng có sẵn luôn. Ba con dơ le, cho nên bạn cần lấy một con dơ le là xong. Vậy là bạn đấu theo cách này là ok luôn, bạn không cần phức tạp hóa vấn đề. Trong trường hợp nhá, motor hỏng. Cái máy này là motor nó bị hỏng các bạn ạ. Hôm qua mình có thử motor thì cái chổi than một bên nó bị cụt. Và cho nên khi nó quay xong rồi hai cái chổi than nó chập vào nhau. Thì khi đấy điện áp nó bị chập. Đấy. Điện áp bị chập thì ở cái mạch này nhá, khi các bạn rút điện ra đúng không ạ? Thì điện nó phóng qua đây thì nó phóng chỉ là gọi là xả tụ toạch và phát, đúng không ạ? Mà nó không lo chết nguồn, đúng không ạ? Còn về cái mặt khi mà bên này này, bên này là khi nếu mà chổi than này bị chạm ấy thì nó khi mà nó quay ấy, nó không quay được, đúng không ạ? Thì điện áp lúc đấy nó sẽ bị cố định và nó sẽ cao điện áp thôi. Nhờ các bạn thấy cao điện áp các bạn xử lý cái phần motor là xong. Đấy, thì phóng điện qua đây này thì cái mấy con chân in to nó sẽ bị nóng. Đấy.
bởi vì nó bị chập motor mà, thì cái này nó sẽ bị nóng đấy. Và một khi bạn điện thấy điện áp cao quá hoặc thấp quá mà không đúng thì các bạn về các bạn kiểm tra motor và các bạn sờ vào cái này nó nóng mà các bạn biết ngay rồi. Vậy mà cái mạch này sẽ không bị ảnh hưởng khi motor bị chập nhá, nó chỉ phóng điện choạch một phát, tức là nó phóng điện qua qua motor này là xong này. Đây nó xả hết qua 2 diode này đấy, nếu mà quá dòng lên đến hơn 1A thì con 2 diode này chết thôi, không vấn đề gì, chứ nó không ảnh hưởng, nó không bị chết kiểu dơ le như một lô xích sông dơ le kia. Bởi vì khi mà dơ le này và lưu hóa lắp 3 dơ le, con này chuyển sang con kia, con này cấp điện cho con kia, là cái chuyển luân chuyển thế, thành ra là khi tiếp điểm nó đóng ấy các bạn ạ, nó chỉ cần motor chập cái là điện áp nó tụt xuống cả là ba con nó cùng loạch. Và cái việc đóng ngắt thế nó làm hỏng cụt luôn cái tiếp điểm ở trong này này, tiếp xúc này này, cụt luôn đấy. Còn cái này là khi mà trạng thái bạn rút ra thì giờ này nó chuyển về thường đóng này đấy, thì nó phóng điện qua đây này đấy. Thì ví dụ nó có hỏng dơ le thì nó hỏng 1 chiếc rồi, nó không hỏng 3 chiếc như lưu hoàng người ta làm nhé. Đấy, ok, đây mình chế giải pháp cho cái niwa này, đảm bảo dùng ổn định luôn. Ok, bây giờ mình đi mình lắp lưu hoàng vào thôi. Ok, video của mình đến đây là sửa lưu hoàng đến đây là xin kết thúc nhé. Khách hàng bảo làm thêm một cái ổ cắm vào đây, khi ổ cắm này bị hỏng ấy, làm thêm một cái ổ cắm vào phụ cho điện 110 vào đây. Mình đi mình sẽ xử lý cái việc đấy, nốt việc đấy đã xong. Cảm ơn các bạn xem video nhé. Nếu mà các bạn thấy video của mình hay, xin các bạn cho mình một like để ủng hộ mình nhé. Nếu mà các bạn muốn đồng hành cùng mình trong việc sửa chữa các thiết bị đồ điện gia dụng này nói riêng này, các thiết bị điện tử và các thiết bị khoa học kỹ thuật nói chung nhé, các bạn có 2 cách. Các bạn like fanpage sửa chữa đồ điện Dung Ngân trên Facebook, hoặc là các bạn đăng ký kênh sửa chữa đồ điện Dung Ngân trên YouTube nhé, để chúng ta cùng đồng hành trong các video tiếp theo nhé. Sửa chữa đồ điện Dung Ngân trân trọng cảm ơn các bạn.